Thì một cái người mà nó chờ đợi để mà cướp cái đồ của người khác, liệu nó có làm những cái việc mà mạo hiểm nguy hiểm như vậy không? Xin chào mừng các bác và các bạn quay trở lại với chương trình Nông dân Bình Nam Quốc của tôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một cái việc là giải oan cái tiếng oan ngàn năm cho Tư Mã Ý. Thì Tư Mã Trọng Đạt đã chịu một cái tiếng oan suốt ngàn năm trời, là một cái kẻ mà âm thầm, âm hiểm, nham hiểm, kiên nhẫn, lì lợm, đã nuôi dưỡng một cái kế hoạch là cướp đoạt cơ đồ nhà họ Tào từ khi theo phò Tào Tháo. Thì tôi cho đây là chính là cái một trong những câu chuyện vớ vẩn nhất nha. Không có ai có thể nuôi dưỡng một ý đồ lâu dài như vậy cả. Đấy là cái thứ nhất. Với cái thứ hai đấy, thì những gì Tư Mã Ý đã làm với họ Tào đấy thì chẳng khác gì những việc mà Tào Tháo đã làm với nhà Hán cả. Đấy, Tư Mã Ý từ khi theo phò Tào Tháo đã dốc lòng dốc sức phục vụ, mang hết những gì tinh túy nhất của bản thân mình ra phục vụ, và đặc biệt là trong những đợt mà chống lại những cái cuộc bắc phạt của Gia Cát Lượng ấy, thì Tư Mã Ý gần như là đã đích thân mình cầm quân xông pha trận mạc. Thì một cái người mà nó chờ đợi để mà cướp đoạt cơ đồ của người khác, liệu nó có làm những cái việc mà mạo hiểm nguy hiểm như vậy không? Đấy, chúng ta xem những cái lần mà hành quân của Tư Mã Ý đầy mạo hiểm, bởi vì nó là những cuộc hành quân rất là thần tốc nha. Tư Mã Ý hành quân cực kỳ thần tốc và bí mật. Đó là một cái cách cầm quân mà thậm chí Gia Cát Lượng không có được cái tốc độ của Tư Mã Ý nữa. Rồi bây giờ chúng ta xem lại Tào Tháo nhá. Tào Tháo trước khi trở thành một gian hùng đấy, thì ông ta cúc cung phụng sự cho nhà Hán nha. Thậm chí còn mang đao đi mà giết Đổng Trác. Thế rồi là sau khi mà vua bị Đổng Trác rời kinh đô đi đấy, thì ông ta đã huy động quân kỵ để mà đuổi theo. Trong cái cuộc đuổi theo đấy nhá, ông bị Lã Bố mai phục và thực sự mà nói là xông vào những trận chiến mà thập tử nhất sinh. Cái lòng trung quân ái quốc đến mức độ như vậy thì cũng là cùng đối gì đó. Nhưng mà khi mà thấy nhà Hán nó mạt quá rồi, nó không thể nào khôi phục được nữa, thì Tào Tháo đã buộc phải trở thành một gian hùng và chịu cái tiếng ngàn năm là như vậy. Đấy, Tư Mã Ý cũng vậy thôi. Tư Mã Ý đã phò nhà Tào Ngụy hết tất cả sức lực của ông ta rồi. Sau khi mà thâu tóm quyền lực từ tay Đào Sảng ấy, thì Tư Mã Ý sống được có vài năm nó chết rồi. Nếu mà tính xa như thế, mà tính chi tiết như thế, mà lại phải tính đúng vào cái thằng Tào Sảng ấy, khi mà sau khi đã nắm quyền lực trong tay thì nó sẽ hớ hình, nó sẽ bất cẩn, nó sẽ bỏ trống thành mà nó đi đi ra bên ngoài để mà nó thắp nhang, nó không cẩn thận như Tào Tháo đấy. Nếu nếu mà gọi là những cái vị vua trước của nhà thuộc Ngụy đấy, người ta gọi là minh lược cơ mà. Minh tức là thông minh, lược là cái chiến lược, tức là tầm nhìn dài hạn, người vừa khôn ngoan vừa có tầm nhìn. Cho nên Tư Mã Ý đối với những vị vua như thế thì chỉ có mà cúc cung phụng sự thôi nhá. Cho nên là khi mà quyền lực triều chính rơi vào trong tay một đứa trẻ con như Tào Phương ấy, thì nó chẳng khác gì với lại Hán hiến đấy ngày xưa cả, đúng không? Quyền lực bây giờ bị ông chú Tào Xảo ông nắm đấy, xong rồi là còn ông bác ông cậu ở chỗ nào đấy nữa, con cái Tào Thảo Tào Xạ Tào à, xin lỗi à, con cái Tào Tháo lúc này người đóng chỗ này, người đóng chỗ kia cũng có quyền lực, cũng chia sẻ ra. Như thế là một cái tình trạng cát cứ tương đối rồi. Cho nên Tư Mã Ý hành động như vậy nó rất giống với Tào Tháo trước đây, và rất giống với một nhân vật ở Việt Nam chúng ta, đó chính là gì, Hồ Quý Ni. Hồ Quý Ni đã cướp ngôi nhà Trần khi mà triều chính nhà Trần của chúng ta đã gần như là nát bét rồi. Cho nên là đó là một cái sự oan ức rất là lớn của Tư Mã Ý, mà suốt hàng ngàn năm không có ai giải oan cho mấy cả.